Tại các bệnh viện lớn của Hà Nội trong những ngày Tết, số lượng bệnh nhân nặng được chuyển đến không giảm mà còn tăng. Không chỉ sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu người bệnh 24/24 giờ, đội ngũ thầy thuốc còn tìm nhiều cách để bù đắp những thiệt thòi cho bệnh nhân. Xuyên suốt mấy ngày Tết, khu vực hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngày nào cũng nhộn nhịp. Trong đó có cả những bóng dáng áo trắng. Với bác sĩ Quân, hôm nay đánh dấu lần thứ 50 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là một cái cơ hội để mình đóng góp một phần nhỏ bé, mong cái lượng máu lúc nào cũng đầy đủ và bệnh nhân họ sớm được về nhà ăn Tết của người gia đình. Cũng như các đồng nghiệp, bác sĩ Chiêm đã quen việc trực Tết và hiến máu tình nguyện đầu xuân. Sau khi sắp xếp công việc, anh đã hiến 450ml máu rồi quay trở lại với ca trực của mình. Xuyên Tết, đội ngũ hàng trăm nhân viên y tế cùng nỗ lực bù đắp phần nào cho những người bệnh phải ở lại viện. Tết ở bệnh viện thực ra là cũng là rất là buồn rồi. Thế nhưng mà nhờ được sự quan tâm của bác sĩ nên là chúng em cũng được an ủi phần nào. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương, may mắn vắng hơn ngày thường. Tết này tiếp nhận khoảng 60 bệnh nhi mỗi ngày. Phần lớn là trẻ dưới 2 tuổi nhập viện vào buổi đêm. Chủ yếu là các bé bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Lúc nào thì mình cũng phải trong một cái trạng thái sẵn sàng, tại vì là bệnh nhân cấp cứu thì không thể nào lơ là dù chỉ 1-2 phút được. Và đương nhiên không phải mình trực một mình mà còn có rất nhiều các nhân viên khác cũng trực cùng mình, thì cũng coi như là một cái gia đình thứ hai vậy. Đây là một trong những khoa đặc biệt của bệnh viện. Bệnh nhân không nói, thậm chí không khóc được vì toàn trẻ sinh non, bệnh nặng, có cả bé đang thở máy, phải theo dõi sát từng phút. Hơn 160 bé cũng là hơn 160 gia đình không có tâm trạng đón Tết. Khoa đã sắp xếp để cha mẹ được vào nhìn con cho đỡ nóng ruột và yên tâm hơn. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là khi mà các em bé thoát được máy thở này, cai được vận mạch này, ổn định hơn, tốt hơn, được trở về với bố mẹ. Niềm hạnh phúc ấy còn đong đầy tình người, sự sẻ chia. Và với một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi một thầy thuốc, mỗi một điều dưỡng, cũng như của cả đội ngũ nhân viên y tế, sẽ góp phần không nhỏ giúp mỗi bệnh nhân thêm sớm hồi phục để trở về với gia đình.